U23 Việt Nam đang có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2023 khởi tranh từ hôm nay 17 tháng 8. Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chơi trận ra quân vào ngày 20 tháng 8 tới, gặp U23 Lào. Trước ngày ra quân tại giải U23 Đông Nam Á 2023, U23 Việt Nam đã nhận được sự động viên từ huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ông Kiatisak Senerniwang. Chiến lược gia người Thái Lan đang có quãng nghỉ tại quê nhà sau khi V-League 2023 của nhóm trụ hạng sớm khép lại. Huấn luyện viên Kiatisak đã động viên các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai gồm Trung Kiên, Quốc Việt, Đức Việt cùng các thành viên khác của U23 Việt Nam. Chiến lược gia 50 tuổi cũng đã có những trao đổi riêng với ông Hoàng Anh Tuấn. Toàn đội U23 Việt Nam đang đóng quân tại khách sạn Star Convention, thành phố Rayong, Thái Lan, có vị trí khá gần sân tập và sân thi đấu tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Ngoại trừ chủ nhà U23 Thái Lan, đây cũng là nơi ăn nghỉ của các đội bóng tham dự giải. Thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn còn hơn 2 ngày để chuẩn bị cho trận gặp U23 Lào. Chiều nay 17 tháng 8, đội sẽ có buổi tập đầu tiên tại Rayong. Vào ngày mai 18 tháng 8, bảng đấu của U23 Việt Nam sẽ chính thức khởi tranh với cuộc chạm trán giữa U23 Philippines và U23 Lào vào lúc 16 giờ. Đây cũng là hai đối thủ sắp tới của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn.